Kính chào quý vị khán giả của kênh Bóng Đá và Đời Sống. Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá cập nhật ngày 29 tháng 11 của chúng tôi. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó là những tin tức của bóng đá quốc tế. Ngay bây giờ bước vào chi tiết bản tin. Nhận định bóng đá đội tuyển Việt Nam đấu Daegu FC 12 giờ ngày 29 tháng 11, thuốc thử cực mạnh. Ở trận giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Ulsan Citizen với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Tiến Linh và Tuấn Hải. Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Theo đó, Trương Tiến Anh, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Đình Triệu bất ngờ được xuất phát trong đội hình chính. Trương Tiến Anh thi đấu trong vai trò hậu vệ biên phải. Khuất Văn Khang cũng được HLV Kim Sang-sik bố trí chơi ở vị trí hậu vệ biên trái. Tân binh Doãn Ngọc Tân được thử nghiệm ở vị trí thấp nhất, hoạt động như một máy quét trong hàng tiền vệ 3 người bên cạnh Hoàng Đức và Hai Long. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam đã có một thế trận tốt, tạo ra được nhiều cơ hội. Với Tiến Linh và Tuấn Hải, việc nổ súng trở lại sẽ giúp HLV Kim Sang-sik bớt lo lắng về bài toán hàng công. Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn là vấn đề nhức nhối của tuyển Việt Nam khi nhiều cơ hội tốt bị bỏ qua. Trong trận giao hữu thứ hai trên đất Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Daegu FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây là trận đấu đánh giá có mức khó hơn rất nhiều. Ở mùa giải 2024, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Chan-hoon đã thi đấu không tốt. Họ đứng áp chót trong nhóm đang đua trụ hạng và chỉ hơn Incheon-United 1 điểm. Họ cũng vừa để thua 3-4 trước Asan Mugunghwa ở trận playoff trụ hạng lượt đi vào ngày 28 tháng 11. Do đó, rất có thể Daegu chỉ tung ra đội hình phụ để giữ chân trụ cột cho trận đấu sống còn vào ngày 1 tháng 12 tới. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể đặt mục tiêu hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp. Dù vậy, đây vẫn là đội bóng đang thi đấu ở hạng đấu cao nhất của Hàn Quốc. Chắc chắn cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 90 phút vất vả hơn nhiều so với trận đấu với Ulsan Citizen. Dự kiến, Văn Thành, Quang Hải sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Bên cạnh đó, Tuấn Hải và Đình Bắc cũng có thể kết hợp để tạo nên hàng công cho tuyển Việt Nam, thay cho Tiến Linh và Vĩ Hào ra sân ngay từ đầu ở trận trước. Hàng thủ là nơi huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt trọng tâm nên khả năng biến động là không nhiều. Cao thủ cần thi đấu với nhau càng nhiều càng tốt, có đơn nâng cao tính ăn ý, đảm bảo an toàn hơn cho khung thành. Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam qua con mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik và đồng nghiệp. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc trong chuyến tập huấn của tuyển Việt Nam. Trong đó, ông chỉ ra những điểm yếu mà đội tuyển Việt Nam cần khắc phục ở thời điểm hiện tại. Tôi sẽ tạo ra thay đổi từng bước theo các tình huống cụ thể. Tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian. Điều tôi có thể làm là tối ưu năng lực cá nhân và tập thể. Có nhiều cầu thủ tài năng, nhưng họ vẫn còn thiếu sót ở nhiều khía cạnh, như kiểm soát trận đấu và tính cân bằng. Chúng tôi có những cầu thủ chơi bóng giỏi, nhưng nhiều khi không thể giành chiến thắng nhờ lối chơi tập thể. Đội tuyển Việt Nam phải nâng cao khả năng tổ chức trận đấu, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-yoon của Ulsan Citizen lại có góc nhìn khác khi nói về thiếu sót của Tiến Linh và các đồng đội. Chia sẻ với OnSport sau trận giao hữu vừa qua, ông Kim đánh giá: "Tôi ấn tượng lối chơi nhanh của tuyển Việt Nam trong hiệp 1, tốc độ tấn công của các bạn khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam phát triển nhanh chóng và giờ đây huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thể hiện năng lực cầm quân của mình. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một điểm yếu, đó là khả năng ghi bàn. Trong hiệp 1, đội của các bạn tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có một bàn thắng. Hiệu quả các pha dứt điểm cầu môn là điều cần cải thiện. Nếu không tận dụng được cơ hội khi đối đầu với các đội bóng mạnh hơn, rất có thể các bạn sẽ phải trả giá. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều vấn đề, minh chứng là chuỗi 4 trận không thắng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đội ngũ của HLV Kim Sang-sik cũng như các cầu thủ đang làm việc hết mình để tạo nên một tập thể vững mạnh hơn tại ASEAN Cup sắp tới. HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn nói rằng, ông muốn đưa đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc là để giúp các cầu thủ lấy lại sự tập trung cao nhất, hạn chế tối đa tác động từ truyền thông và các yếu tố bên lề khác. Với sự chuẩn bị kỹ càng, người hâm mộ đang kỳ vọng đội tuyển sẽ lột xác tại giải đấu quan trọng nhất trong năm 2024. Đội tuyển Việt Nam bất ngờ tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam đã quyết định không thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Day tháng 11. Thay vào đó, những chiến binh sao vàng hội quân vào ngày 22 tháng 11 và sang Hàn Quốc tập huấn cho ASEAN Cup 2024. Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đón tin vui từ FIFA khi chúng ta đã tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên hạng thứ 116. Lý giải cho điều này là bởi các đội tuyển quốc gia xếp ngay gần như Zimbabwe hay Guinea-Bissau đều không thi đấu và bị tụt hạng mạnh. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn đang đứng đầu nhưng đã bị tụt một hạng do có hai trận hòa trước những đối thủ kém hơn là Lào và Liban. Đội tuyển Indonesia có bứt phá mạnh mẽ khi tăng đến 5 hạng lên vị trí thứ 125.
Điều này có được đến từ chiến thắng lịch sử của họ trước Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á vừa qua. Bên cạnh đó, tuyển Malaysia cũng tăng một hạng lên vị trí thứ 132 nhờ trận hòa trước Ấn Độ và chiến thắng trước Lào. Tới đây, ASEAN Cup sẽ là cơ hội để các đội tuyển trong Đông Nam Á tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Các trận đấu tại giải này không được FIFA xếp vào loạt giao hữu hạng A nhưng vẫn được tính điểm. Nguyễn Xuân Son, lên tuyển Việt Nam là cơ hội của cuộc đời tôi. Nguyễn Xuân Son tiếp tục thi đấu chói sáng trong màu áo Nam Định. Anh ghi được một bàn thắng vào lưới Liman FC, giúp đại diện của Việt Nam giành chiến thắng 3-0 và chính thức vượt qua vòng bảng AFC Champions League 2. Sau trận đấu, khi được hỏi về cơ hội khoác áo của tuyển Việt Nam sắp đến, Xuân Son nói: "Nếu được, đây là cơ hội của cả cuộc đời tôi, cơ hội lớn nhất cuộc đời tôi. Bạn bè, gia đình tôi đều rất vui mừng với điều này. Đất nước Việt Nam cho tôi tất cả. Tôi cảm thấy như ở nhà. Nếu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia triệu tập, tôi luôn sẵn sàng." Nếu được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son phải chờ đến trận cuối vòng bảng gặp Myanmar mới có thể thi đấu. Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhập tịch phải chờ đủ 5 năm sinh sống tại nước sở tại mới được cấp phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Với Nguyễn Xuân Son cũng như cao thủ của Nam Định, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có quyết định bổ sung sau khi tuyển Việt Nam trở về từ chuyến tập huấn Hàn Quốc. Trước mắt, Xuân Son và cao thủ Nam Định sẽ phải tập trung vào trận đấu với Bangkok United vào ngày 4 tháng 12. Trần Xuân Gốc Brazil cho biết, anh sẽ cố gắng để duy trì phong độ cao nhất. "Hôm nay thực sự là chiến thắng quan trọng của toàn đội. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hàng ngày, luyện tập với các đồng đội, cố gắng dứt điểm thật đắn nót và chỉn chu, mang lại các bàn thắng cho câu lạc bộ Nam Định." Huấn luyện viên Mai Đức Chung: "Nếu bóng đá nữ Việt Nam có những cầu thủ Việt kiều về thi đấu thì rất mừng." Chiều ngày 28 tháng 11, lễ khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2024 đã diễn ra tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc có rất nhiều những quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các đội bóng, phóng viên báo chí truyền hình và người hâm mộ. Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với sự tham dự của 7 đội bóng, bao gồm đương kim vô địch Than khoáng sản Việt Nam, đương kim Á quân Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT và Sơn La. Căn cứ kết quả bốc thăm, trong khi bảng A có 4 đội gồm Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La, bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh của 3 đội Than khoáng sản Việt Nam, Hà Nội 2 và Thái Nguyên TNT. Các đội bóng ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tập trung tại các sân thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân Thanh Trì để tính điểm, xếp hạng. 4 đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ thi đấu để xác định ngôi vô địch, hạng nhì, hạng 3 và hạng 4. 3 đội còn lại thi đấu vòng tròn một lượt tranh hạng 5, 6, 7. Trong ngày khai mạc, Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam đều có khởi đầu thuận lợi khi lần lượt giành chiến thắng 4-0 và 1-0 trước Sơn La và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ khai mạc có ông Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia. Tại đây, ông Chung cũng đã có những chia sẻ của riêng mình. Ông đánh giá thế nào về việc giải nữ năm nay có sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều? Hiện nay thì tôi chưa thấy có mặt, tại vì còn đang làm thủ tục ITC của FIFA. Nếu mà có được thì rất là mừng. Đó là thế này, chúng ta cũng đang mong muốn có những cái vận động viên về góp mặt cho đội tuyển, cho các câu lạc bộ, cho đội tuyển. Và đây là, tôi nghĩ là đây là những cái sân chơi cho các cái vận động viên nữ của chúng tôi. Để có được cái giải này thì các bạn được thi đấu nhiều hơn, được cọ sát nhiều hơn. Thì rõ ràng là được thi đấu cọ sát nhiều hơn thì nó tăng cường cái tiến bộ. Vâng, phải nói là trong cái năm 2024 này, cái kinh tế của toàn cầu, chứ không phải riêng ở nước ta, nó suy sụp, nó rất là khó khăn. Thế và trong lúc này mà lại tổ chức được những cái giải bóng đá này, mà nhất lại là của cái giải nữ mà, thì tôi thấy là rất là mừng. Thế và rất là cảm ơn những các cái doanh nghiệp, những nhà tài trợ đã tài trợ cho những cái giải đấu này cho đội tuyển chúng tôi. Thế và có được cái giải đấu này thì như tôi nói lúc đầu là nó được cọ sát, được thi đấu thì các em các cháu tiến bộ rất nhiều. Cái đội tuyển nữ của chúng ta vừa qua tiến bộ nhiều là do được thi đấu không những ở trong nước mà thi đấu cả nước ngoài nữa. Thế nên chính vì thế các bạn ấy tiến bộ rất là nhanh. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.